tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, quân đội Israel đã xác nhận cuộc không kích tiêu diệt Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, sau khi nắm thông tin rằng ông sẽ gặp gỡ các chỉ huy cấp cao tại một trụ sở ngầm ở phía nam thành phố Beirut, Liban. Đây là một hành động quân sự mang tính quyết định, diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Trong bài phát biểu, Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel sẽ không chấp nhận sự hiện diện của Hezbollah ở khu vực biên giới của mình, một thông điệp rõ ràng về quyết tâm của Israel trong việc bảo vệ lãnh thổ. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Sosani cho biết, chiến dịch với tên gọi trật tự mới được triển khai trong khi Hassan Nasrallah và nhóm chỉ huy cấp cao của Hezbollah đang họp để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Israel. Ngày 29 tháng 9, Reuters dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel: "Chúng tôi đã nắm thông tin tình báo thời gian thực. Đây là cơ hội tác chiến cho phép thực hiện cuộc tấn công này." Trung tá Nadav Sosani từ chối bình luận những suy đoán cho rằng cuộc tấn công có thể đã sử dụng bom hạng nặng Mark 84 do Mỹ sản xuất. Chỉ huy căn cứ không quân Hazarim, chuẩn tướng Amichai Levin chỉ xác nhận mục tiêu đã trúng hàng chục quả đạn trong khoảng thời gian vài giây. Đài phát thanh quân đội Israel cũng tiết lộ, các phi công chỉ được cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu tấn công không lâu trước khi thực hiện nhiệm vụ. Sau cuộc không kích do Israel tiến hành, Hezbollah đã lên tiếng xác nhận cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, phong trào ở Liban vẫn tuyên bố tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lại Israel để ủng hộ Gaza, Palestine và bảo vệ Liban. Trước diễn biến này, Moscow Times đưa tin, Nga đã lên án vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Liban. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, "Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái mới nhất của Israel và một lần nữa kiên quyết kêu gọi quốc gia này ngay lập tức ngừng hành động quân sự." Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Ngoại giao Israel cho biết, Israel sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của cuộc không kích tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah đối với khu vực. Trước sự gia tăng đáng kể của hành động quân sự ở Liban, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã bày tỏ mối quan ngại. Phát ngôn viên của ông Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chu kỳ bạo lực và tất cả các bên phải tránh xa bờ vực. Tuyên bố nêu rõ, người dân Liban, người dân Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh toàn diện. Cũng theo tuyên bố, Tổng thư ký Antonio Guterres mong muốn các bên tái cam kết thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an và ngay lập tức quay trở lại lệnh ngừng bắn. Trước đó, Hezbollah đã ra tuyên bố xác nhận sự qua đời của ông Hassan Nasrallah vào ngày 27 tháng 9, chấm dứt 32 năm lãnh đạo của ông với tư cách là thủ lĩnh tối cao của lực lượng này. Theo tuyên bố của lực lượng Hezbollah, lãnh đạo Hezbollah cam kết sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến chống lại kẻ thù Israel, ủng hộ Gaza và Palestine và bảo vệ Liban cùng người dân kiên cường, đáng kính của mình. Việc thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel đã khiến sự chú ý đổ dồn vào một nhân vật được coi là người kế nhiệm của ông, Hashem Safieddine. Tờ Thời báo Israel và hãng Anadolu đưa tin, Safieddine là em họ của cố thủ lĩnh Nasrallah. Ông đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah và chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề của nhóm vũ trang này. Safieddine cũng tham gia hội đồng thánh chiến, nơi quản lý các chiến dịch quân sự của nhóm. Sinh năm 1964 tại thị trấn Dekwana Enna, quận Tire, miền nam Liban, ông Hashem Safieddine là một giáo sĩ đội khăn xếp màu đen, biểu thị dòng dõi của nhà tiên tri Muhammad. Ông là một phần quan trọng của Hezbollah kể từ khi nhóm này được thành lập vào năm 1982. Những năm 1980, ông Safieddine đã tới Iran cùng anh họ Nasrallah để nghiên cứu khoa học tôn giáo. Ông được đào tạo để kế nhiệm thủ lĩnh quá cố của Hezbollah từ năm 1994 khi được triệu tập từ Qom tới Beirut để giữ vị trí đứng đầu hội đồng điều hành, giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Trong hơn 3 thập niên, Safieddine đã xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm hàng ngày của nhóm, từ quản lý các tổ chức cho đến giám sát tài chính và đầu tư của nhóm trong nước và quốc tế. Mối quan hệ gia đình và ngoại hình giống với cựu thủ lĩnh Nasrallah cũng như địa vị tôn giáo và hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed đều có lợi cho ông Safieddine. Giống như anh họ Nasrallah, ông Safieddine là một nhân vật được nhiều người biết đến qua những lần xuất hiện trước công chúng, những bài phát biểu hùng hồn và sôi nổi.
Trong các bài phát biểu, ông nhấn mạnh cam kết đối đầu và đáp trả sự xâm lược của Israel. Hôm 13 tháng 7, ông Safedin tuyên bố, nếu nhiệm vụ của chúng ta như ngày hôm nay là ở phía Nam Liban để chiến đấu với kẻ thù và hiến tế những người tử vì đạo của Hezbollah, chúng ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ với niềm tin rằng Thánh Allah sẽ ban cho chúng ta chiến thắng như người đã làm vào năm 2006. Trong một bài phát biểu khác cùng tháng, ông nhấn mạnh, Liban quan tâm đến cuộc chiến chống lại kẻ thù Israel mà không có bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào. Ông Safedin cũng thường xuyên nhắc lại rằng Hezbollah sẽ không ngừng hỗ trợ mặt trận Gaza cho đến khi Israel dừng cuộc tấn công đã giết chết hơn 41.000 người kể từ tháng 10 năm 2023. Thủ lĩnh tương lai của Hezbollah Safedin có mối quan hệ tốt với Tehran. Bên cạnh việc dành nhiều năm nghiên cứu khoa học tôn giáo, ông còn có quan hệ với cựu chỉ huy lực lượng Quds của Iran là Qasem Soleimani. Năm 2020, con trai ông là Reza đã kết hôn với Zeynep, con gái của ông Soleimani. Năm 2017, Mỹ đưa ông Safedin vào danh sách những kẻ khủng bố. Hồi tháng 6, ông Safedin đe dọa sẽ leo thang chống Israel sau khi nhà nước Do Thái sát hại một chỉ huy của Hezbollah. Trước đó, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến chống lại nhà nước Do Thái. Theo CNN, nhóm quân được Iran hậu thuẫn này vừa ra thông báo với nội dung Sayed Hassan Nasrallah, tổng thư ký của Hezbollah, đã gia nhập cùng những người bạn đồng hành tử vì đạo vĩ đại mà ông đã lãnh đạo trong khoảng 30 năm, dẫn dắt họ đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhóm này mô tả ông Nasrallah là một người tử vì đạo và bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut. Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến chống lại kẻ thù và ủng hộ Palestine, bảo vệ Liban. Ngày 28 tháng 9, Israel cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah trong cuộc không kích ở vùng ngoại ô phía nam Beirut một ngày trước đó. Đây là một đòn giáng mạnh vào Hezbollah khi họ đang chao đảo vì chiến dịch tấn công ngày càng gia tăng của Israel. Hassan Nasrallah, 64 tuổi, lãnh đạo Hezbollah suốt 32 năm qua, được nhìn nhận rộng rãi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất Trung Đông và đã tạo dựng được danh tiếng là kẻ không đội trời chung với Israel. Vị giáo sư này đã nắm quyền lãnh đạo Hezbollah từ năm 1992 và đóng vai trò chính trong việc gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng của nhóm. Dưới sự giám sát của ông, Hezbollah đã có được tên lửa tầm xa cho phép tấn công miền Bắc Israel, trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ nhóm vũ trang Palestine Hamas ở Gaza và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran. Ông Nasrallah không chỉ là thủ lĩnh quân sự của Hezbollah mà còn là người đứng đầu trong việc chỉ đạo các hoạt động chính trị và ngoại giao của tổ chức này. Việc ông Nasrallah thiệt mạng có thể gây xáo trộn cho Hezbollah, khiến tổ chức này mất đi một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, điều này có nguy cơ đẩy Hezbollah vào thế phản ứng quyết liệt hơn để bảo vệ uy tín và sự tồn tại của mình. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 9 rằng ông Hassan Nasrallah đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở ngầm của nhóm này bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahiyeh, một vùng ngoại ô phía nam do Hezbollah kiểm soát của Beirut. Quân đội Israel nói rằng ông đã bị tiêu diệt cùng với một thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah, Ali Karaki và các chỉ huy khác. Tuyên bố viết, cuộc tấn công được tiến hành trong khi các chỉ huy cấp cao của Hezbollah đang hoạt động từ trụ sở chính và tiến hành các hoạt động khủng bố chống lại công dân của nhà nước Israel. Giữa những thông tin về sự qua đời của Tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Đến chiều ngày 28 tháng 9, Hezbollah vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tình trạng của ông Hassan Nasrallah. Nếu được xác nhận, sự ra đi của ông Nasrallah sẽ đánh dấu một đòn giáng mạnh không chỉ vào Hezbollah mà còn vào những người ủng hộ nhóm này ở Iran. Cuộc không kích vào Dahiyeh hôm 27 tháng 9 đã làm rung chuyển Beirut. Một nguồn tin an ninh ở Liban cho biết, cuộc tấn công gồm một loạt các vụ nổ cực mạnh đã đẩy lại một hố sâu ít nhất 20 mét. Cuộc tấn công tiếp theo là các cuộc không kích vào Dahiyeh và các khu vực khác của Liban vào hôm 28 tháng 9 đã làm gia tăng xung đột giữa Israel và Hezbollah, khiến người ta sợ rằng cuộc xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào tối ngày 27 tháng 9, một nguồn tin thân cận với Hezbollah đã nói với Reuters rằng không thể liên lạc được với ông Hassan Nasrallah. Trong những giờ đầu tiên sau cuộc không kích vào hôm 27 tháng 9, một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói với Reuters rằng ông Nasrallah vẫn còn sống. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa thông tin ông Nasrallah vẫn an toàn. Một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đang kiểm tra tình hình của ông. Press TV của Iran cho biết
ông Nasrallah đang ở một địa điểm được đảm bảo. Israel đã tiếp nối cuộc tấn công hôm 27 tháng 9 bằng một làn sóng không kích mới vào các vùng ngoại ô phía nam của Beirut và các khu vực khác của Liban vào hôm 28 tháng 9. Thưa quý vị, sau khi không kích trụ sở của Hezbollah tại ngoại ô thủ đô Beirut của Liban vào tối ngày 27 tháng 9, một quan chức xác nhận với tờ The Times of Israel rằng các cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người được cho là đang ở trung tâm chỉ huy vào thời điểm đó. Quan chức này nói, thật khó để tưởng tượng ông này có thể sống sót sau một vụ không kích như vậy. Thông tin trên các phương tiện truyền thông Israel trích dẫn đánh giá ngày càng chắc chắn rằng ông Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào trụ sở nằm dưới lòng đất. Cuộc tấn công đã làm rung chuyển thủ đô Beirut và khói dày đặc bốc lên trên thành phố. Có nhiều thông tin về thương vong trong các cuộc không kích liên tiếp. Một nguồn tin khác cho biết, các cuộc không kích của Israel đã san bằng 6 tòa nhà ở Beirut. Đây là một cuộc tấn công nặng nề nhất vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các cuộc tấn công này đã sử dụng các quả bom có tổng trọng lượng lên đến hàng chục tấn chất nổ. Theo hãng tin Reuters, các quan chức cấp cao của Hezbollah thường tập trung tại địa điểm vừa bị Israel tấn công. Nêu rõ tính chất đặc biệt của cuộc tấn công này, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã phát biểu vài phút trước cuộc không kích. Ông Hagari nói rằng, trung tâm chỉ huy được xây dựng bên dưới các tòa nhà dân cư ở khu vực ngoại ô Dahiye, một thành trì của Hezbollah tại Beirut. Ông không đề cập đến việc thủ lĩnh Nasrallah có phải là mục tiêu hoặc có hiện diện tại địa điểm này hay không. Sau cuộc tấn công này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào các tòa nhà mà họ cho là có chứa vũ khí hiện đại và trung tâm chỉ huy của Hezbollah. Hình ảnh từ Beirut cho thấy cảnh tàn phá diện rộng tại hiện trường. Israel đã loại bỏ phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của nhóm Hezbollah trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ngay sau các cuộc không kích nói trên, các nguồn tin của AFP và Reuters nói rằng ông Nasrallah vẫn còn sống, trong khi Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Iran nói rằng Tehran đang kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết thủ lĩnh Hassan Nasrallah vẫn bình an vô sự sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut. Khi nghe tin về cuộc không kích, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rời khỏi cuộc họp báo với các phóng viên Israel sau bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Netanyahu sau đó tuyên bố ông sẽ cắt ngắn chuyến thăm Mỹ và trở về Israel vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Israel. Văn phòng của ông công bố một bức ảnh cho thấy ông phê duyệt cuộc không kích từ phòng khách sạn của mình tại New York trước khi ông phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Một quan chức Mỹ nói rằng Israel đã thông báo cho Mỹ về cuộc không kích sau khi các máy bay đã xuất kích và chiến dịch đã được thực hiện. Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant khi chiến dịch đang diễn ra. Phát ngôn viên Sabrina Singh tuyên bố, Mỹ không tham gia vào chiến dịch này và chúng tôi không được thông báo trước. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây, khi các cuộc không kích của Israel tuần này đã khiến 700 người ở Liban thiệt mạng. Tình trạng gia tăng căng thẳng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột thậm chí còn tàn khốc hơn giữa hai bên. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngay trước cuộc không kích, Thủ tướng Israel ông Netanyahu nói, khi mà Hezbollah chọn con đường xung đột, Israel không có lựa chọn nào khác và Israel có quyền loại bỏ mối đe dọa này, đưa người dân của chúng tôi trở về nhà an toàn. Israel đã chịu đựng tình huống không thể chịu đựng này gần một năm. Hôm nay tôi đến đây để nói rằng đã đủ rồi. Trước đó ngày 27 tháng 9, quân đội Israel khẳng định họ rất tự tin vào khả năng của quân đội để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ, sau kinh nghiệm mà các binh sĩ có được trong 11 tháng qua tại cuộc chiến ở dải Gaza. Quân đội Israel thông báo họ đã lên kế hoạch tấn công trên bộ ở Liban. Các kế hoạch bao gồm các hoạt động ở các khu vực gần biên giới cũng như sâu bên trong Liban. Tuy nhiên, các quan chức đã nói rằng họ muốn một cuộc tấn công trên bộ như vậy kết thúc càng nhanh càng tốt. Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel đã sử dụng một số quả bom phá bong ke của Mỹ để tấn công Beirut vào ngày 27 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông, nhà ngoại giao này cho biết, ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá bong ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Một quan chức cấp cao của Israel bình luận, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vào trụ sở chính của nhóm này ở vùng ngoại ô Beirut vào ngày 27 tháng 9, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc tấn công có tiêu diệt được thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah hay không. Nói chuyện với báo giới, khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Israel ngày 27 tháng 9 có tiêu diệt được Hassan Nasrallah hay không, quan chức này chia sẻ, tôi nghĩ còn quá sớm để nói, nhưng bạn biết đấy, đó là vấn đề thời gian, đôi khi họ che giấu sự thật khi chúng tôi thành công.
khi được hỏi phải mất bao lâu để xác định số phận của Hassan Nasrallah, vị quan chức cấp cao của Israel cho biết, chắc chắn nếu ông ta còn sống, bạn sẽ biết ngay lập tức. Nếu ông ta đã tử vong, có thể mất một thời gian. Người này cũng khẳng định, điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm là cố gắng loại bỏ một khoảng nửa năng lực tên lửa và rocket mà họ đã xây dựng trong suốt 30 năm qua với Iran chỉ trong vài giờ, và chúng tôi đã làm được. Theo AFP, cũng trong ngày 27 tháng 9, hàng nghìn người Iran đã biểu tình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác để lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban và Gaza. Những người biểu tình mang theo chân dung thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cờ Palestine và Hezbollah hô các khẩu hiệu Israel bị tiêu diệt, Liban chiến thắng. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, các quan chức Iran đã kêu gọi các nước biểu tình để ủng hộ phong trào Hezbollah ở Liban. Hezbollah là một phần của trục kháng chiến, bao gồm các nhóm vũ trang liên kết với Iran trên khắp Trung Đông. Trong khi đó, Hezbollah thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel để ủng hộ giải Gaza và Palestine, cũng như bảo vệ Liban cùng những người dân kiên định và danh dự ở đây. Kênh truyền hình Al-Mana của Hezbollah bắt đầu phát sóng các bài cầu nguyện King Koran sau khi có thông báo về sự qua đời của ông Hassan Nasrallah. Quân đội Israel trước đó tuyên bố cuộc không kích của họ đã loại bỏ ông Nasrallah cùng với ông Ali Karaki, chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah, cùng một số chỉ huy Hezbollah khác. Israel đang cảnh giác cao độ sau khi triển khai cuộc tấn công vào đầu não của Hezbollah và hy vọng việc loại bỏ ông Hassan Nasrallah sẽ khiến lực lượng thân Iran phải thay đổi cách hoạt động. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, chúng tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi hành động của Hezbollah. Trung tá Nadav Sosani nói trong một cuộc họp báo sau khi quân đội xác nhận đã loại bỏ ông Hassan Nasrallah. Ông Sosani cho biết vẫn còn nhiều cách để làm suy giảm năng lực của Hezbollah. Cũng trong ngày 28 tháng 9, Hezbollah đã tấn công nhiều vị trí ở Israel để đáp trả hàng loạt cuộc tấn công của Israel vào thành phố, làng mạc và dân thường của Liban. Israel cũng tiếp tục không kích vùng ngoại ô phía nam Beirut và các khu vực khác của Liban trong ngày 28 tháng 9. Ngày 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định con đường của nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah sẽ tiếp tục, bất chấp việc ông thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Kanaani cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, con đường vinh quang của nhà lãnh đạo kháng chiến Hassan Nasrallah sẽ tiếp tục và mục tiêu thiêng liêng của ông ấy sẽ được thực hiện, giải phóng Jerusalem theo ý Chúa. Phó Tổng thống Iran Mohammad Javad Zarif cũng gửi lời chia buồn ca ngợi ông Nasrallah là biểu tượng của cuộc chiến chống áp bức. Một lá cờ đen đã được treo tại đền thờ Imam Zera của người Hồi giáo Shiite ở thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran, hãng tin Tasnim đưa tin. Ngày 27 tháng 9, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei lên án cái mà ông gọi là vụ thảm sát của Israel ở Liban và chỉ trích chính sách thiệt cận của Israel.